xong rồi mình đói bụng gì đó mình có thể mình dùng nhẹ nhẹ cũng được. Rồi phòng thông thì lên máy bay, máy bay họ bán mấy cái thức ăn ở trên máy bay đó thì khoảng mấy chục ngàn, tính ra mấy đô, 4-5 đô, 3-4 đô gì một món tùy tiền mà mua. Rồi còn ai thắc mắc gì nữa không ạ? À?